giờ này mưa rông một tí, mấy hôm nay tạnh mưa tí tí. Vừa mới check in khách sạn, bây giờ là hơn 10 giờ đêm rồi. 10 giờ 15. Vẫn chưa ăn tối, mới ăn một bữa nhẹ ở trên máy bay thôi. Bây giờ phải đi tìm một chỗ ăn. Đi du lịch mang cái này thôi, mang cái máy ảnh kia nó công cành quá. 750D em sở hữu C2 chỉ được video channel. Không phải, tại vì anh không có tự tin khi mà xuất hiện trong video tin. Nên tên không tự tin sao kinh doanh ta. Để việc đó lại cho mấy anh ba mơ tự tin. Là tháng gì lâu? Tuần trước không? Quen rồi, nó không ra nổi lắm.